Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tàu sân bay của Trung Quốc đã được phát hiện cùng với ba tàu hộ tống ở phía đông kênh Bashi, ngăn cách Đài Loan, Trung Quốc và Philippines. Lực lượng phía Nhật Bản được cử đến để theo dõi các tàu của máy bay chiến đấu và trực thăng diễn tập cất cánh và hạ cánh từ sân bay của tàu Sơn Đông. Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 11 tháng 7 xác nhận tàu sân bay Sơn Đông được hộ tống bởi tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 055 Yanan, tàu khu trục Type 052D Guilin và tàu hộ tống tên lửa dẫn đường Type 054A Yuncheng. Cuộc tập trận này là nhiệm vụ thứ tư của tàu Sơn Đông ở Tây Thái Bình Dương trong 9 tháng qua. Trung Quốc đang có hai tàu sân bay trong biên chế là tàu Liêu Ninh và tàu Sơn Đông. Tàu Sơn Đông được đưa vào biên chế năm 2019, còn tàu Liêu Ninh vào năm 2012. Hồi đầu tháng 5, Tân Hoa xã đưa tin tàu sân bay Phúc Kiến được Trung Quốc tiến hành thử nghiệm trên biển, dự kiến là tàu sân bay thứ ba của nước này. Do không có hệ thống phóng máy bay, hai tàu Liêu Ninh và Sơn Đông đều có thiết kế mũi tàu hếch lên, làm sàn phóng máy bay kiểu trượt tuyết. Tàu Phúc Kiến sẽ không còn phải mang thiết kế này vì được trang bị bộ phóng điện tử để phóng máy bay cất cánh. Đây là kỹ thuật hiện đại, tương tự tàu sân bay lớp Gerald Ford, lớp tàu sân bay hiện đại nhất của Mỹ hiện nay. Tuy nhiên, nếu các tàu sân bay Mỹ đều vận hành bằng năng lượng hạt nhân, thì tàu sân bay Phúc Kiến vẫn còn sử dụng động cơ chạy bằng nhiên liệu thông thường. Cuộc tập trận phía Trung Quốc trùng với thời điểm diễn ra cuộc tập trận vành đai Thái Bình Dương, Rim Park, kéo dài một tháng. Đây là cuộc tập trận hải quân quốc tế lớn nhất do hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ tổ chức hai năm một lần. Năm nay, Rim Park có sự tham gia của 29 quốc gia, 40 tàu nổi, 3 tàu ngầm, hơn 150 máy bay và hơn 25.000 nhân sự. Cuộc tập trận bắt đầu gần Hawaii vào ngày 26 tháng 6 và sẽ kéo dài đến đầu tháng 8. Mỹ cho biết mục đích của cuộc tập trận là ngăn chặn và đánh bại sự xâm lược của các cường quốc trên mọi lĩnh vực và cấp độ xung đột. Một trong những nội dung chính của cuộc tập trận là nỗ lực đánh chìm một tàu chiến Mỹ đã nghỉ hưu, nặng 40.000 tấn. Ngoài Mỹ, chỉ có Trung Quốc sở hữu tàu chiến loại này ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Nhiều quốc gia tham gia cuộc tập trận, bao gồm Nhật Bản, Philippines, Malaysia, Brunei và Ấn Độ đều có tranh chấp lãnh thổ hoặc hàng hải với Trung Quốc, bao gồm cả ở Biển Đông. Cũng trong ngày 11 tháng 7, cơ quan phòng vệ Đài Loan Trung Quốc cho biết, các máy bay của không quân Trung Quốc đã thực hiện 26 chuyến bay quanh hòn đảo này. Vào ngày 9 tháng 7, và 37 chuyến bay vào ngày hôm sau, các máy bay bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay không người lái và máy bay cảnh báo sớm, xuất phát từ Trung Quốc đại lục đến kênh Bassi. Cơ quan phòng vệ Đài Loan Trung Quốc cho rằng đây là hoạt động huấn luyện không quân, hải quân phối hợp với nhóm tác chiến Sơn Đông. Lực lượng phòng vệ Đài Loan cũng sẽ tiến hành cuộc tập trận riêng vào cuối tháng này với nội dung ngăn chặn cuộc đổ bộ mô phỏng. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua ra tuyên bố cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã tấn công và phá hủy 5 máy bay không người lái UAV của Ukraine ở 4 vùng Bryansk, Tambov, Tula và Moscow. Theo hãng tin Sputnik, quân Ukraine đã phóng UAV và tên lửa vào lãnh thổ Nga gần như hàng ngày kể từ khi xúc tiến hoạt động phản kích vào đầu tháng 6 năm 2023. Phía Nga cáo buộc Kiev đã sử dụng vũ khí viện trợ tầm xa của Mỹ và các đồng minh phương Tây khác để nhắm bắn các mục tiêu sâu trong lãnh thổ xứ sở Bạch Dương. Moscow đồng thời cảnh báo sẽ ăn miếng trả miếng thích đáng những hành động đó của đối phương. Trước đó, hệ thống phòng không Nga cũng đã bắn hạ 38 UAV của Ukraine ở các khu vực Rostov, Belgorod, Kursk, Vronetsk và Astrakhan chỉ trong một đêm. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, khi chính quyền Kiev nỗ lực tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ của Nga bằng UAV, các hệ thống của chúng tôi đã phá hủy và đánh chặn 3 UAV ở khu vực Belgorod, 7 UAV ở khu vực Kursk, 2 UAV ở khu vực Voronezh, 21 UAV ở khu vực Rostov và 5 UAV ở khu vực Astrakhan. Ukraine nhiều lần dùng UAV tầm xa và drone tập kích hạ tầng trọng yếu của Nga, trong đó có một số tổ hợp công nghiệp và cơ sở dầu khí. Giới chức Ukraine cuối tháng 6 tuyên bố nước này tấn công hơn 30 cơ sở dầu khí của Nga khẳng định có thể tập kích mục tiêu cách biên giới 1.500 km. Trung tướng Kirillo Budanov, lãnh đạo tổng cục tình báo quân đội Ukraine GUR, hồi tháng 6 cho biết, quân đội nước này phóng 70 drone nhằm vào căn cứ không quân Morozovsk ở tỉnh Rostov, cách biên giới hơn 320 km. Theo một nguồn tin an ninh Ukraine, vụ tập kích là một phần của hoạt động dài hạn nhằm làm suy yếu không quân Nga. Tuy nhiên, để đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV Ukraine, Nga có kế hoạch xây dựng một mạng lưới khinh khí cầu lấy cảm hứng từ Thế chiến 1 và 2 để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa của Ukraine. Một công ty hàng không vũ trụ của Nga cho biết họ đã bắt đầu thử nghiệm những quả khí cầu có khả năng giữ một tấm lưới mà họ hy vọng sẽ bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu quan trọng khác ở sâu bên trong lãnh thổ trước các cuộc tấn công tầm xa của đối phương. Những quả khí cầu được thiết kế để phóng từ nhà chứa, bay lên nhanh chóng theo hàng rồi thả lưới cao 250 mét để tạo thành hàng rào phòng thủ. Polina Anbeck, tổng giám đốc của First Airship, phát biểu tại một hội nghị ở Saint Petersburg trong tuần này cho biết những quả khí cầu đã được thử nghiệm và công ty của bà đã nhận được đơn đặt hàng. Bà nói, hoạt động chính của chúng tôi là chế tạo khí cầu chở hàng, nhưng ngày nay, dựa trên kinh nghiệm của tổ tiên, chúng tôi đã tạo ra hệ thống bảo vệ mang tên rào cản. Các bức ảnh chụp đăng trên mạng cho thấy khí cầu màu trắng có vây lớn màu xanh lam ở phía sau lơ lửng trên khu rừng Bạch Dương và hồ nước. Cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào căn cứ không quân Mirgorod, Ukraine, nằm cách biên giới Nga-Ukraine 160 dặm, đã gây ra thiệt hại nặng cho không quân Ukraine. Hai chiếc máy bay Su-27 đã bị phá hủy tại chỗ và hai chiếc khác bị hư hỏng nghiêm trọng. Phía Nga đã sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M trong cuộc tấn công và sự kiện này được cho là tổn thất lớn nhất của không quân Ukraine kể từ đầu cuộc xung đột. Bình luận về cuộc tấn công, Forbes đưa tin rằng rất có thể đây là tổn thất lớn nhất đối với lực lượng không quân Ukraine Tính từ khi Nga bắt đầu mở rộng cuộc xung đột, đồng thời tờ báo cũng đưa tin rằng các blogger quân sự Ukraine đã vội vàng đổ lỗi cho các sĩ quan không quân của họ khi để những chiếc Su-27 nằm ngoài trời tại một căn cứ gần tiền tuyến như vậy. Một số ý kiến thậm chí còn suy đoán rằng việc để máy bay ở vị trí dễ bị tấn công có thể là chủ ý nhằm tăng áp lực lên các nước phương Tây đang ủng hộ Ukraine để đẩy nhanh việc giao máy bay F-16. Mặc dù Su-27 cần đường băng dài hơn và nhu cầu bảo dưỡng cao hơn so với MiG-29, nhưng so với các máy bay chiến đấu của phương Tây như F-16, chiếc máy bay này vẫn có thể dễ dàng hoạt động từ các sân bay tạm thời. đây là chìa khóa quan trọng để Su-27 vẫn tiếp tục cất cánh và chiến đấu. một số chuyên gia lại cho rằng vụ tấn công vào căn cứ không quân Miagorod đã làm dấy lên nghi ngờ rằng nga có thể đang tìm cách ngăn chặn việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 và Mirage 2000 từ các quốc gia châu âu bằng cách chứng minh tính dễ bị tổn thương của bất kỳ cơ sở nào mà chúng được triển khai ở ukraine. Su-27 vẫn đang giữ vị trí quan trọng trong không quân ukraine. trong khi đó các phiên bản nâng cấp của máy bay này được tăng cường hệ thống điện tử hàng không tiên tiến và vật liệu composite hiện đại cũng đang là xương sống chính của lực lượng không quân Nga. Các máy bay chiến đấu như Su-30SM và Su-35 của Nga đã khiến những chiến đấu cơ có từ thời Liên Xô trong biên chế Ukraina gặp bất lợi đáng kể. Điều này đã dẫn đến những tổn thất áp đảo cho các phi đội Su-27 Ukraina trong các trận không chiến với không quân Nga. Tuy nhiên, Su-27 của Ukraina vẫn thể hiện được sự hiệu quả trong vai trò là bệ phóng cho tên lửa hành trình. Vào tháng 5 năm 2023, việc lắp đặt tên lửa Storm Shadow của Anh lên Su-27 đã được xác nhận. Điều này giúp cho Ukraine có thể tiến hành các cuộc tấn công sâu vào trong lãnh thổ do Nga kiểm soát. Đã có nhiều ý kiến cho rằng Mỹ sẽ cung cấp thêm Su-27 cho Ukraine bởi quốc gia này đã từng mua một số chiếc Su-27 từ Ukraine và nước láng giềng Belarus vào những năm 1990 để nghiên cứu khả năng của chúng. Tuy nhiên, những dấu hiệu từ Washington và Kiev về mong muốn chuyển đổi các hệ thống vũ khí của nước này theo tiêu chuẩn của NATO có thể làm giảm khả năng như vậy. Hồi đầu tháng 3, quân đội Ukraine tuyên bố đánh bật lực lượng Nga tại Krasnogorovka trong đợt phản kích hiếm hoi sau thất bại ở thành trì Adipka. Thời điểm đó, Maxim Zorin, phó chỉ huy lữ đoàn thông báo, lữ đoàn xung kích số 3 Ukraine đẩy đối phương ra khỏi Krasnogorovka, tỉnh Donetsk. Nga không chịu đầu hàng và bị vô hiệu hóa trong những ngôi nhà mà họ chiếm giữ. Đến lúc này, Krasnogorovka đang nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Tuy nhiên, cuối tháng 6 vừa qua, ở Krasnogorovka, các đơn vị Nga đã chọc thủng hàng phòng ngự của Ukraine và tiến vào tiểu khu Vostokny tại trung tâm thành phố. Rất có thể việc quân đội Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn Krasnogorovka chỉ là vấn đề thời gian. Một trung úy Ukraine có biệt danh Alex cho biết trên kênh Telegram của mình. Mọi thứ ở Krasnogorovka thật tồi tệ. Quân đội Nga đang tấn công từng góc phố trong khi các đơn vị của chúng tôi đã kiệt sức. Mới đây nhất, kênh RV Voenkori cũng đưa tin Ukraine chỉ còn giữ được không quá một phần tư diện tích thành phố Krasnogorovka trong khi quân đội Nga đang ủ hạt tấn công từ ba phía. Lực lượng Kiev thừa nhận tình hình vô cùng khó khăn ở Krasnogorovka, không loại trừ khả năng thành phố nằm gần Donetsk và Marinka sẽ sớm bị quân đội Nga kiểm soát. Một kênh truyền thông ủng hộ Kiev khác công bố bản đồ và báo cáo rằng binh sĩ Nga đang tấn công từ các hướng khác nhau. Krasnogorovka, đối phương bắt đầu tiến về phía Bắc. Bây giờ các cuộc đụng độ vẫn tiếp tục ở đó, cũng có những trận chiến trong khu vực công viên. Phía Tây ở khu vực tư nhân cũng nóng, cả hai bên đều tổn thất. Chúng tôi vẫn đang giữ vững vị trí, nhưng có rất nhiều binh sĩ Nga đang xông lên. Krasnogorovka nằm ở phía tây thủ phủ đô Nhất của tỉnh cùng tên và phía bắc thành phố Marinka, nơi Nga kiểm soát hoàn toàn vào cuối tháng 12 năm 2023. Thành phố có diện tích 10,7 km vuông, dân số trước xung đột là hơn 16.000 người. Sau khi kiểm soát thành trì Adipka, lực lượng Nga mở nhiều mũi tiến công trên khắp chiến tuyến dài 1.000 km. Theo Bộ Quốc phòng Anh, nỗ lực này của Nga có thể nhằm kéo căng lực lượng Ukraine vốn đang đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí, đạn dược và việc bị giáng đòn mạnh vào sĩ khí vì để mất Adipka.